nếu làm không tốt thì có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Cho nên lần so tài này, nàng cùng người yêu đến đây tham gia thi đấu. Đầu tiên là thi đấu hai người, bởi vì Long Phượng phối hợp nên bọn họ chiếm ưu thế không nhỏ. Hơn nữa thiên thay thế nàng cũng đến dự thi, nàng phải dùng lực lượng của mình để chứng minh với Bất Tường Hỏa Phượng Hoàng tộc rằng nàng mới là lựa chọn tối ưu cho vị trí người thừa kế, từ đó đoạt lại quyền thừa kế của mình. Nàng tin tưởng chỉ cần đạt được giải quán quân thì dù trước đó khó chịu với nàng như thế nào, Bất Tường Hỏa Phượng Hoàng tộc cũng sẽ không ngồi nhìn nàng bị các đại yêu hoàng khác chiêu mộ. Đồng thời, ở hạng mục thi đấu hai người có thể thu được thành tích tốt thì cũng đủ thuyết phục Bất Tường Hỏa Phượng Hoàng tộc rằng tiên thủ Phong Long tông có đủ thiên phú để trở thành con rể trong tộc. Phong trợ hỏa là một phương pháp cũng không tệ. Tuy nhiên mọi chuyện lại không như mong muốn. Ngay khi bọn họ đang mãn nguyện vì tập trung thi đấu hai người mà tuyển thủ Phong Long tộc còn từ bỏ thi đấu cá nhân thì lại gặp tổ hợp của Đường Tam cùng với Mỹ công tử. Bọn họ thậm chí không chân chính dùng đến phong hỏa luân chuyển vì cơ quan Lâm muốn ẩn giấu thực lực cho vòng chung kết phía sau lại bị Đường Tam dùng xả thân kích phối hợp với Mỹ công tử có lực lượng không gian cường đại đã ngạnh kháng phá vỡ phong hỏa luân chuyển, khiến cho thiên thủ Phong Long tộc bị trọng thương. Vì để bảo trụ tính mạng của thiên thủ Phong Long tộc, cơ quan Lâm không thể nào không thỏa hiệp với Đường Tam cùng Mỹ công tử, dùng phương thức vô cùng biệt khuất để thua tranh tài, từ đó không thể tấn cấp vào trong vòng chung kết thi đấu hai người. Có thể nói cơ quan Lâm cực kỳ hận Đường Tam cùng với Mỹ công tử nên lúc đó mới khiêu khích hẹn bọn họ ở vòng thi đấu cá nhân. Hôm nay khi mà rút thăm, nàng nhìn thấy Đường Tam cùng Mỹ công tử, trong lòng thầm cầu nguyện nhất định phải gặp một trong hai người đó. Quả nhiên nàng chọn trúng Đường Tam, để với nàng cơ hội báo thù đã tới rồi. Luận thực lực, cơ quan Lâm đã từng là người thừa kế của Bất Tử Đại Yêu Hoàng, trong Phượng Hoàng tộc ở cấp độ thần cấp trở xuống, nàng tuyệt đối là tồn tại mạnh nhất, thực lực của nàng còn cường đại hơn so với tuyển thủ Phong Long tộc. Lúc trước nàng nhìn trúng bề ngoài của hắn, hơn nữa đối phương có thể dùng gió trợ lửa lên nàng mới chọn hắn, nàng có hối hận không? Kỳ thật trong lòng nàng có hối hận. Khi đã mất đi sự hỗ trợ của chủng tộc, tốc độ tăng lên tu vi giảm xuống rất nhiều. Nếu tiếp tục như vậy thì nàng muốn trở thành hoàng giả trong tương lai là chuyện cực kỳ khó khăn. Cho nên tổ đình tinh anh đại tá lần này là cơ hội quan trọng nhất trong mắt của nàng. Chỉ cần đạt được chức quán quân cuối cùng hoặc ít nhất tiến vào tứ cường, nàng tin rằng mình sẽ được các hoàng giả khác yêu ái và ủng hộ, cung cấp đủ tài nguyên cho nàng tu luyện. Thi đấu hai người đã thất bại, thi đấu cá nhân không thể thất bại được nữa. Thù mới hận cũ, khi mà đối mặt với Đường Tam trên sân thi đấu sao có thể không đỏ mắt được. Cảm thụ được khí tức huyết mạch kinh khủng của đối phương, sắc mặt của Đường Tam cũng ngưng trọng hơn. Thực lực của đối phương cường đại như thế, nếu có thần khí thì chỉ sợ sẽ rất khó đánh. Nhưng ngoài ý muốn là cơ quan Lâm tuy thể hiện ra huyết mạch cường đại, nhưng nhìn qua không vận dụng vũ khí nào, chỉ có hỏa diễm màu đỏ vàng không ngừng bốc lên, không ngừng tăng cường do như không có hồi kết. Cương khí bạch kim bắn ra từ trên người của Đường Tam, chính là sư hổ kim cương, sau lưng một đôi cánh màu vàng rực rỡ cũng giãn ra, chỉ là không có người nhìn thấy. Dưới đám lồng vũ sắc bén như dao trên đôi kim xí còn có tường hồi lân phiến ẩn dấu bên trong. Đôi cánh vỗ nhẹ, Đường Tam đột nhiên bay lên trên không trung, mà đối thủ của hắn sau lưng cũng mở ra một đôi cánh phượng hoàng cực lớn. So với kim xí của Đường Tam, đôi cánh này lớn hơn rất nhiều, dài cánh dài vượt qua 15 mét, nương tựa theo hai cánh vỗ mạnh, hỏa diễm màu đỏ vàng đã biến nửa bầu trời chuyển thành màu vàng với nó. Quang diễm màu đỏ vàng không ngừng thôn phệ tất cả hỏa nguyên tố trong không khí, mà kim văn trên trán của nàng cũng càng lúc càng phát sáng. Ngay cả trên bầu trời, mơ hồ là có hồng vân mây màu đỏ hội tụ. Rõ ràng là giống cảnh tượng ngừng tụ vân kiếp, cơ quan Lâm đúng là đã đạt đến trình độ cửu gia đình phong, tùy thời đều có thể độ kiếp. Nếu ở địa phương khác, nàng thật sự không dám dùng toàn lực chiến đấu vì rất dễ dàng đưa đến vân kiếp. Giữa tình huống không chuẩn bị tốt thì sẽ gặp rắc rối lớn, nhưng nơi này là tổ đình tinh anh đại tái, nàng hoàn toàn không cần lo lắng về điều này. Có nhiều hoàng giả ở đây, vân kiếp căn bản là không thể nào ngừng tụ được. Những vị hoàng giả này có thể tùy ý làm cho vân kiếp tản đi. Hừ, cơ quan Lâm phát ra một tiếng phượng gáy tỏ rõ to, hai cánh lớn ở sau lưng đập mạnh, lập tức thì hàng nghìn đạo quang điểm màu đỏ vàng bay vụt đến chỗ của Đường Tam. Nếu cẩn thận nhìn có thể nhận ra, đó là hỏa diễm có hình lồng vũ phượng hoàng,
cơ hồ là trải rộng khắp bầu trời. Mỗi cây hỏa diễm lồng vũ nhìn qua đều ngưng thực, giống như là một tấm lưới rộng lớn bao trùm về phía Đường Tam. Hai mắt Đường Tam hơi nhíu lại, ngay sau đó liền động, hai cánh đột nhiên vỗ tốc độ bạo tăng. Sau khi thuần phệ phòng long biến, kim bằng biến đã tiến hóa thành huyết mạch cấp 1, nhất là khả năng chịu lực cùng với tăng tốc tức thời đều tiến bộ rất nhiều, có thể bắn ra phòng nguyên tố nhất định, tốc độ tăng đột ngột, thậm chí còn tạo ra tiếng nổ chói tai. Hắn giống một mũi tiền sáng bắn nhanh ra nhiều thiểm điện. Phượng Hoàng hỏa vũ vô cùng dày đặc, dù năng lực phi hành có tốt đến đâu cũng không thể nào hoàn toàn né tránh, mà Đường Tam cũng không có dự định né tránh. Nhờ vào lực đẩy của sư hổ kim cương, hắn chính diện đẩy Phượng Hoàng hỏa vũ ra, bản thân lại giống như là sao băng, phóng thẳng tới cơ quan lâm với tốc độ cực nhanh. Có kinh nghiệm chiến đấu với liệt dương hoa tinh tộc trước đó, Đường Tam biết đối thủ có huyết mạch cường đại như vậy thì không thể nào để họ phát huy sơ toàn hoàn toàn năng lực cùng với ưu thế của bản thân. Nếu không thì ngờ chịu thiệt chính là hắn. Trong thời gian ngắn nhất, hắn nhất định phải đánh bại đối phương, đó mới là biện pháp tốt nhất. Nhưng khi hắn xông vào cơn mưa lửa kia thì đột nhiên cảm thấy không đúng. Hỏa vũ bị hắn đẩy xa cũng không triệt để biến mất, mà bám vào mặt ngoài của sư hổ kim cương. Càng quỷ dị hơn là giữa các hỏa diễm lồng vũ dường như có lực lượng vô hình kết nối. Một cái sẽ kéo theo là nhiều cái khác. Mỗi lực lượng lớn hỏa diễm lồng vũ đang nhanh chóng hội tụ về phía hắn, mà hắn lại giống như là con chim sa vào tấm lưới lớn. Tốc độ không chỉ mau chóng hạ xuống mà còn bị bao quanh bởi nhiệt độ nóng bỏng. Càng ngày càng có nhiều hỏa diễm lồng vũ tập trung về phía hắn, thật là một kỹ năng thiên phú cường đại. Đường Tam ngay lập tức liền hiểu rõ mình phải đối mặt với tình huống như thế nào. Một chiêu này của cơ quan lấm phải nói là cực kỳ tinh diệu, uy lực mạnh mẽ. Hỏa vũ nhìn qua phân tán, nhưng chỉ cần chạm phá một điểm thì các hỏa vũ khác sẽ cuốn tới. Chiêu này hao phí lượng lớn huyết mạch chi lực, nhưng hiệu quả tuyệt hảo. Một khi đối thủ bị hỏa vũ cường đại này cuốn lấy thì tuyệt đối khó chạy thoát. Phía sau nhất định sẽ có thêm công kích cường đại. Cho nên khi mà cảm nhận được không ổn, Đường Tam đã làm ra lựa chọn. Hắn bỗng đập hai cánh dựa vào hỏa vũ quân lấy làm tốc độ chậm lại, sau đó hai cánh đột nhiên đập ngược lại, kéo lấy thân thể đảo ngược ra ngoài, kéo giãn khoảng cách với cơ quan lâm. Nguyên bản hỏa vũ vây quanh hắn từ bốn phương tám hướng, mà hắn lại bay ngược lại lên hỏa vũ bám lên trên sư hổ kim cương lập tức bị lôi kéo đảo hướng, bị Đường Tam dẫn dắt mà đi ra xa. Lấy Đường Tam làm đỉnh, hỏa vũ bỗng phóng lại rồi thu nạp. Khi mà Đường Tam bay xa xa ngàn mét thì sau lưng của hắn là một đuôi hỏa diễm cực lớn do hỏa vũ tạo thành. Nhìn thấy cảnh này, ngay cả cơ quan lâm cũng sửng sốt, nàng chưa bao giờ nhìn thấy có đối thủ nào đối phó với phượng hoàng hỏa vũ của mình như vậy. Chiêu này chính là bí truyền của bất tường hỏa phượng hoàng, chỉ có người có tư cách thừa kế mới được học tập. Phượng hoàng hỏa vũ được tạo thành từ phượng hoàng chân hỏa là khống chế toàn diện, một khi bị bám lên người thì cơ hồ không thể nào tránh thoát. Bị phượng hoàng chân hỏa vây quanh, kết quả cuối cùng là sẽ bị thiêu đốt thành đống tro tàn. Đây cũng là nguyên nhân nàng nhóm lên trên ngọn hỏa phượng hoàng kim văn ngay từ khi xuất hiện. Đường Tam cũng không chú ý đến nhiều nàng, nhưng nàng vẫn luôn luôn chú ý Đường Tam cùng Mỹ công tử. Nàng cũng kiêng kỵ năng lực phi hành cực tốc của Đường Tam. Lần tốc độ, Phượng Hoàng tộc không thể nào bằng Kim Bằng tộc. Trong trận đấu lúc trước, Đường Tam thể hiện ra lực lượng vô cùng cường đại, cho nên khi vừa lên, nàng chỉ muốn hạn chế không gian của Đường Tam. Dù Phượng Hoàng hỏa vũ khổng đốt chết hắn thì cũng có thể bẻ gãy hai cánh của hắn, để hắn không bay lên được và không bộc phát được. Ở phương diện công kích tầm xa thì bất tường hỏa Phượng Hoàng nhất mạch cực kỳ mạnh. Đến lúc đó chỉ cần tấn công hắn là được. Nhưng phản ứng siêu nhanh của Đường Tam lại khiến cho ý muốn của nàng phá sản. Qua thương có chừng mấy chục hỏa diễm lồng vũ bám trên sư hổ kim cương, cũng mang thiêu đốt cường khí của Đường Tam. Dù Đường Tam có thủ liễm sư hổ kim cương thì hỏa diễm này cũng thủ liễm thêm vào trong, cực kỳ khó hóa giải. Nhưng Phượng Hoàng hỏa vũ lại chỉ có thể theo sau hắn. Giữa sự dẫn dắt của Đường Tam giống như là một đuôi hỏa diễm sáng chói phiêu đáng, không cách nào bám trên người của hắn. Chỉ cần Đường Tam không ngừng bay, Phượng Hoàng hỏa vũ cũng chỉ tiếp tục bay theo hắn như vậy. Mà Phượng Hoàng hỏa vũ thì nó là bất tử, nhưng dạng năng lực này một khi thoát ly bản thể thì cũng sẽ có lúc cạn kiệt. Đường Tam bỏ ra chỉ là năng lực phi hành, mà cơ quan lâm bỏ ra lại là Phượng Hoàng chân hỏa. Hơn nữa lúc này, thân hình của Đường Tam trên không trung đột nhiên quay lại, trong nháy mắt đã bay trở về, mang theo Phượng Hoàng hỏa vũ phía sau, bay thẳng đến chỗ cơ quan lâm. Trong phòng khách quý, một người đàn ông cao lớn với mái tóc ngắn màu vàng đỏ khi mà nhìn thấy cảnh này thì không khỏi kinh ngạc. Hắn lẩm bẩm nói, dùng phương pháp như vậy để phá Phượng Hoàng hỏa vũ đúng là mới lạ, tiểu lâm để xem người đối phó như thế nào.
Không thể nghi ngờ, người này chính là Đại Yêu Hoàng bài danh thứ 3, Vĩnh Thế Phần Thiên Bất Tử Đại Yêu Hoàng, là tộc trưởng Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng, cũng là Phượng Hoàng Chi Vương. Khi đó, sự bướng bỉnh của cơ quan lớn làm hắn vô cùng tức giận, thậm chí ông ta còn trực tiếp trục xuất đứa con gái nhỏ của mình ra khỏi gia tộc. Nhưng mà hắn vẫn là một người cha và tài năng của cơ quan lớn khiến cho hắn yêu thích từ khi nàng còn nhỏ. Nếu không, cho dù cơ quan lớn có nổi loạn đến đầu cũng sẽ không bao giờ có tính cách như vậy nếu hắn không nuông chiều. Nhưng đã quá muộn để hối hận, vì đại yêu hoàng này chỉ có thể hy vọng rằng con gái mình có thể trưởng thành hơn thông qua việc lịch luyện bên ngoài. Tổ linh tinh anh đại tá lần này là một cơ hội cho cơ quan lâm, cũng là một bước tiến cho Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Dù người thừa kế kia có thiên phú không kém cơ quan lâm bao nhiêu, nhưng người đó không phải là dòng chính, là một đại yêu hoàng.